Hello, xin chào mọi người đang xem kênh Thanh La CUS. Giờ nhà mình đi coi nhà tiếp này mọi người, để mua nhà này này. Coi mình nhà mình coi hai nhà rồi đó. Bây giờ nhà này là nhà thứ ba này. Đó, này là townhouse luôn mọi người. What happened? Is this, wait, I didn't see a lockbox. Oh. She took them. Oh, hi. No, come on in. Somebody inside. Yeah. I'm trying to set something up on my computer, but you're the ones who wanted to come in at not tomorrow, but yes. You want to come today. Sure, yes, come on in. I'm here to help you answer questions. I'm on the phone, but if you'll just bear with me, I'll take off and let you guys take a look. Oh, mở cái đèn lên tiên. Nhà này á. Nhà này có cửa thì bên hông này này là có cái cầu thang đi lên lầu này mọi người. Đó. Rồi đây là có cái tủ này. Đó, tủ để quần áo vô này. Đó, đang còn có đồ trong này nên mình không có quay rõ ràng mấy cái tủ lắm đâu. Đó, mình chỉ có sơ. Còn bên này là cái này là chỗ để mình mở đèn lên trong sáng này. Đó, cái này là phòng giặt quần áo này, máy giặt máy sấy này. Ồ, để mình tháo giày ra cái đằng mọi người ơi. Sàn thì là sàn gỗ mọi người. Đó, sàn gỗ này. Đó, sàn gỗ. Bếp, đây là bếp này. Đó, đây là chỗ cái này là cái sinh này. All right, very good. Thank you. Ờ, này là bếp này. Ồ, cái này thì nó hơi nhỏ ha, nó hơi chật chội á. Đó. Okay. All right. Đó. Sure, absolutely. Going upstairs. I thought you were going to. Phía bên này á là cái bedroom này. Đó, bedroom này. Cái này là có cái bồn rửa mặt với cái cầu tiêu thôi mọi người. Đó. I was board president. I was the one to keep the associations at 2:30. Ở đây là phòng này là thuộc về phòng gì? Nó nối liền với phòng bếp luôn này mọi người. Đó, nó còn được gọi là phòng khách đó. Cái này là lò sưởi này. Lò sưởi này đốt bằng củi luôn đó, đây. Đó. Đây. Cái cửa nhìn ra ngoài này, đi ra ngoài này. Đó, mùa hè ra ngoài này nướng barbecue được này. Bây giờ mình đi lên lầu. Oh, thank you sir. Oh, sure. Đó, giờ mình đi lên lầu này. Lên lầu thì là thảm tiếp mọi người. Đó, thảm. Rồi lên tới đây thì là gỗ. Đó, trước mặt mình là có một cái tủ để nói chung là đựng đồ lặt vặt gì này đó. Rồi mình đi thẳng vào đây là một cái phòng ngủ này. Cái phòng ngủ rồi phòng tắm, bedroom. Đó, bedroom này. Đây là tủ quần áo. Đó, tủ quần áo. Đó. Rồi giờ mình đi qua phía bên phòng bên này này. Này cái này rút trái con. Yeah. Đó, hai cái tủ nữa. Đó, một cái phòng tắm nữa, đây một cái phòng tắm nữa này. Rồi mình tắt cái này cho khỏi ồn, có cái fan đó đó. Là coi như là hai cái phòng tắm, hai cái full bedroom. Hai cái full bedroom á. Yeah.
Đó, rồi đi thẳng vào là một căn phòng này. Đó, phòng này thì nó nhỏ hơn cái phòng lúc này. Đó, trên này là cái floor là bằng gỗ hết mọi người. Rồi đây là cái tủ để đồ này. Những cái gì á, tụi nó với con rồi, những cái này á là chuyện nhỏ. Cái quan trọng á là cái location ở trong. Tại vì townhouse nó ngọt, mà cái này nice. Là cái nhà này là nó có hai phòng. Hai cánh. Hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Nó thoáng, ha, phòng này mở cửa sổ bên kia, mở cửa sổ bên này, nó thoáng này, nó nước này, đó. Đó, đi xuống cầu thang này. Rồi đi xuống nhá, thì mở cửa ra, đây là cái gara. Ở cái gara này thì chỉ để được một xe thôi mọi người. Đó. Nói chung là đồ của chủ của người ta đang ở đây nên mình không có quay nhiều đó. Đó. Rồi đây. Đó. Đó. Sàn là sàn gỗ, sàn trên lầu cùng gỗ, rồi ở dưới này cùng gỗ. Chỉ có cầu thang đi lên là bằng thảm thôi. Rồi, ở dưới này là half bedroom này. Hai cái khu hai cái là phòng tắm này, có phòng tắm, còn một cái dưới này là chỉ có cái bồn rửa mặt với cầu tiêu thôi. Nhá. Anh đốt lửa kìa, view quốc kìa. Hả? Fireplay này. Ở trong là được, right? So khi cái cửa mới không? Cái cửa mới đó. Mới thay á. Ồ, view phía ngoài này này. Phía sau này là sân golf đó mọi người. Đó, phía sau này là sân golf này. Go ahead. No, no, I'm fine. No, no, no. I have four inspections. Anh ơi, nhà này bao nhiêu anh? Hả? Nhà này 220 hả? 220 bao nhiêu square feet con nhớ không? Con nhớ hả? Oh wow, cái đèn nó ngồi đây nó đỏ mặt, nó đỏ hết. Oh, so it's not a thousand damage. À, nhà này là 220,000 mọi người, không có trả giá, người ta để giá như vậy luôn đó. Nhà thì khoảng gần 1.400 square feet này. Đó, như mình quay cho mọi người coi thì ở dưới này thì phòng khách thì nó nhỏ, nó không có lớn mấy đâu, phòng bếp cũng vậy. Nhưng mà nó được cái view ở ngoài này thì rất là đẹp. Đó, view ngoài này thì do sân góp phía sau này, đó, rất là đẹp mọi người. À. Với cái bàn này, này. No, no, cái bàn này là bằng ren này. Yeah, John inspections. Đó, cửa sổ này, rồi cái cửa chính đi ra ngoài này. Đó, giờ nhà mình chuẩn bị đi về này. Đó, mình quay lại cái nửa lá này là cái cầu thang đi bên lầu đó. Nhà này thì phù hợp cho vợ chồng nhà cô Dưỡng với cháu gái thì đi học ở đại học mọi người, rồi lâu lâu về này. Đó, nên hai vợ chồng ở nhà này thì coi như là rất là hợp luôn đó. It's a total scam, man. You know, well, that's gonna be a big set. Okay, fine, big set. So I just want you to do the grocery list. Oh, the bill, water heater. Yeah, so everything there, right? Yeah. So everything will be. You're gonna copy it in too and you'll sign it. Yeah. Yeah, you have to sign it before you get the transfer. Đó, rồi giờ nhà mình ra về mọi người ơi. À, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của Thanh nha. Nếu mọi người yêu thích video xin hãy nhấn like và đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký để đón xem những video tiếp theo của Thanh nha. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người video sau.